Ủy ban kỷ luật đạo đức của AFC đã họp và đưa ra loạt án phạt liên quan đến vụ hỗn chiến trong trận chung kết SEA Games 32 giữa Thái Lan và Indonesia. 7 thành viên Indonesia, gồm 3 cầu thủ và 4 huấn luyện viên, quan chức, đã bị cấm thi đấu trong 6 trận. 2 cầu thủ Agung Bagus Fawazi và Komang Teguh, cùng 3 thành viên của ban huấn luyện, gồm Tega Diota, Ahmad Niza và Toy Sagnadi, còn phải nộp phạt $1,000. Tiền vệ Tofani Muslehadanh và trợ lý huấn luyện viên Sahari Gautam không bị phạt tiền. 7 thành viên của đội Thái Lan cũng nhận án phạt tương tự. Thủ môn Sopernwit Rayat và 2 trợ lý huấn luyện viên Pattaravut Bonsarifuek, Mayit Matadam bị cấm thi đấu trong 6 trận và phải nộp phạt $1,000. Tiền vệ Chayapipat Supanpasat cùng các quan chức Purasei Totsanit, Thirapak Bruana và Bamrang Bunprom chỉ bị cấm tham gia các trận đấu mà không bị phạt tiền. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 trên sân Phnom Penh, Campuchia đã kết thúc với chiến thắng 5-2 của đội tuyển Indonesia trước Thái Lan sau 120 phút. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất là việc xảy ra hai vụ hỗn chiến giữa thành viên hai đội trong hai cuộc đụng độ cuối hiệp 2 và đầu hiệp phụ thứ nhất. Sự việc đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan, Indonesia và khu vực Đông Nam Á. AFC đã ra án phạt cho Thái Lan và Indonesia, yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FET, nộp phạt $10,000, trong khi Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI, không bị phạt. Thêm vào đó, AFC đã cảnh báo rằng Thái Lan và Indonesia sẽ bị áp dụng những hình phạt nặng hơn nếu sự việc tương tự tái diễn.